Xin chào anh em đã quay trở lại với K9. Trước mặt anh em là chế độ Onslaught, chế độ chơi xếp hạng mới sẽ ra mắt vào bản cập nhật 1.18.1 tháng 10 năm 2022. Tất nhiên chúng ta được chơi thử ở Common Test trước khi nó chính thức vào trong game. Mình cũng đã được chơi thử qua rồi, nói chung thì cũng khá là thú vị và hy vọng nó sẽ thay thế được trận đánh xếp hạng đã giảm nhiệt qua những năm vừa rồi bởi Onslaught có một vài cải tiến nhất định. Mình sẽ nói một vài chi tiết ở trong trận đấu trước bởi vì cái chế độ này có rất là nhiều nội dung và cuối video mình sẽ nói những cái chi tiết cuối sau. Được rồi, về chế độ chơi này chúng ta chỉ còn 7 đấu 7 thôi, không còn 10 đấu 10 hay 15 đấu 15 nữa. Rất là giống Brawler Battle, buộc anh em phải liên kết với những người đồng đội để kiểm soát bản đồ rộng lớn. Tiếp theo chúng ta được phép chọn xe tăng trước khi trận đấu bắt đầu. Điều này khá là tốt. Tại sao như vậy? Anh em thấy đấy, từ nãy giờ có khá là nhiều người chơi đã thay đổi xe tăng phù hợp hơn với bản đồ L-Halup. Bây giờ anh em có rất là ít xe tăng đúng không? Anh em chọn chiếc Leopard không may vào bản đồ mà đánh cận chiến như là L-Halup như thế này, anh em sẽ cảm thấy bất lợi. Nhưng chúng ta được phép thay đổi sang xe tăng khác đánh cận chiến trong bản đồ L-Halup, có phải ngon không? Đồng thời xe tăng nào của anh em có biến thể cũng sẽ được chọn luôn bộ thiết bị và vật phẩm khác. Đồng nghĩa việc anh em sẽ có một cái hiệu suất chiến đấu tuyệt vời hơn trong những cái bản đồ mà không may nó xuất hiện khác với xe tăng mà anh em chọn trước trận đấu. Tiếp theo là chúng ta sẽ có hai vùng chiến đấu. Vùng thứ nhất để chiếm, vùng thứ hai là vùng vật phẩm. Thì cái căn cứ để chiếm ấy nó không khác gì chế độ đôi công cả. Còn hai vùng tiếp theo là vùng vật phẩm. Anh em hãy nhìn vào ô số 8 và ô số 9. Ô số 8 là vật phẩm pháo kích và ô số 9 là vật phẩm radar. Và kẻ địch đang chiếm trước cái vùng pháo kích này rồi. Khi mà họ chiếm thành công thì họ sẽ có một cái vật phẩm là vật phẩm pháo kích, khá là giống vật phẩm ở chiến tuyến. Cái chế độ này nó giống như là kết hợp giữa ba chế độ Brawler, Grand Battle và chiến tuyến. Đó, anh em thấy đấy, khi mà kẻ địch chiếm được cái vùng này trước mình, họ sẽ có vật phẩm pháo kích và họ ném mình, mất khá là nhiều máu, cũng bị choáng luôn. Tiếp theo nữa là cái kỹ năng cá nhân, đó chính là ô thứ 7. Cái kỹ năng cá nhân này thì nó còn tùy thuộc vào việc loại xe anh em chọn, vai trò xe của anh em chơi. Như chiếc VZ55 của mình là vai trò xuyên phá, mình sẽ cùng đồng đội phá vỡ phòng tuyến của kẻ địch. Thì cái kỹ năng số 7 của mình ấy là kỹ năng tăng cái thông số của kíp lái toàn bộ người chơi trong đội. Cái này khá là hay anh em ạ. Nó giống như là anh em đoàn kết nhưng bây giờ trở thành trung đội đoàn kết anh em ạ. Những người chơi xung quanh mình sẽ được tăng cái thông số của kíp lái lên, hiệu suất chiến đấu sẽ tăng lên. Quay trở lại cái vùng mà mình đang đứng ở đây, đó chính là vùng pháo kích. Thì nó sẽ bị reset lại khoảng 2 phút. Anh em nào mà chiếm được rồi thì nó cần 2 phút để có thể chiếm thêm một lần nữa, thì chúng ta mới xuất hiện cái vật phẩm đấy tiếp theo để ném kẻ địch. Tiếp theo là cái vùng radar, cái vùng số 9 và nó ở giữa bản đồ ấy kìa. Anh em nhìn ở bản đồ con. Thì khi chúng ta chiếm xong, chúng ta sẽ có một vật phẩm. Chúng ta kích hoạt cái vật phẩm đấy, kẻ địch sẽ xuất hiện khoảng 3 hay là 5 giây ở đấy thì phải. Thì họ sẽ xuất hiện ngay trên bản đồ và màn hình hiển thị gameplay của anh em. Anh em sẽ biết được họ đang ở đâu. Hai cái vùng này khá là ngon. Nếu như anh em chiếm được trước, anh em sẽ có một lợi thế rất là lớn trước kẻ địch, đặc biệt là pháo kích. Bên địch mà đứng tụ vào với nhau, anh em ném pháo kích một cái, ai cũng mất máu, ai cũng bị choáng. Và lúc đấy chúng ta xông vào tiêu diệt kẻ địch. Tiếp theo là cái vùng radar. Anh em chiếm được cái vùng này, đặc biệt là tăng hạng nhẹ, là chúng ta có thể biết được kẻ địch đang đứng ở đâu để chúng ta lé cái con đường ấy ra hoặc có những cái chiến thuật di chuyển tiếp theo. Quay trở lại cái ô số 7 là cái ô kỹ năng cá nhân. Chúng ta được nâng cấp khi chúng ta làm tốt cái vai trò trong trận đấu. Anh em thấy đấy, chúng ta có 3 vạch. Mỗi lần mà mình bắn trúng kẻ địch thì cái vạch của mình nó tăng lên. Thì ba cái vạch đấy nó sẽ tăng cái khả năng chiến đấu của cái vật phẩm ấy lên. Vạch thứ nhất thì được tương đương phần trăm, vạch thứ hai, vạch thứ ba sẽ tăng dần lên. Đó, thì chúng ta cần phải làm tốt cái vai trò của chúng ta trong trận đấu. Như là VZ55 sát thương thật là nhiều vào. Chính vì xuất hiện những cái vùng để chiếm những cái vật phẩm ngon lành như thế này là pháo kích và radar, chiến thuật chơi trong Onslaught đã cải thiện hơn rất là nhiều, nó nâng cao hơn, chúng ta sẽ giao tranh ác liệt hơn. Bởi vì nếu chúng ta không chiếm, kẻ địch sẽ chiếm. Kẻ địch chiếm, họ sẽ có lợi thế. Có phải không anh em? Thay vì rank, thay vì trận đánh xếp hạng, nhiều người chỉ biết cam, nhiều người chỉ biết chơi bắn tỉa, ăn trên xương máu đồng đội. Nhưng bây giờ anh em thử ăn trên xương máu đồng đội mà không chiếm những cái vị trí quan trọng này mà xem. Kiểu gì sớm muộn anh em cũng thua, đội anh em cũng sẽ thua, và chúng ta không thể nào mà chiến thắng được, chúng ta sẽ bị tụt hạng. Như anh em thấy thì chiếc E50M bên mình đang cố gắng chiếm cái vùng pháo kích, và nếu như anh ta chiếm được rồi, anh ta sẽ xuất hiện nhá, sẽ xuất hiện cái vật phẩm đấy và chỉ có anh ta sử dụng được thôi, chứ mình thì không có anh em ạ. Ai là người chiếm đầu tiên thì người đấy có. Chúng ta hoàn toàn có thể reset lại được nhá. Reset ở đây là reset kẻ địch đang chiếm, đúng không? Họ chiếm cái vùng đấy, họ còn khoảng 5 giây nữa là được. Mình bắn vào họ cái là họ sẽ bị giảm cái thời gian chiếm. Đó là cái khá là hay, chứ không phải là ai vào chiếm đầu tiên thì cả kẻ không bị gây sát thương họ sẽ chiếm được trước. Thì chúng ta bắt buộc phải xông vào để gây sát thương lên họ, giao tranh ác liệt hơn, đúng không anh em? Đó, mình cảm thấy khi mà chơi cái chế độ Onslaught này, mọi người chiến đấu cực kỳ là căng go, cực kỳ là linh hoạt và rất là nhiệt huyết. Ai mà đứng ngoài là xác định luôn. Như anh em thấy thì bên địch đang dồn tấn công bên mình rất là nhiều, mà đội của mình ấy không có nhiều xe tăng chiến, chưa kể có người mang pháo tự hành vào nữa, thì đó là một cái bất lợi khá là lớn rồi. Được rồi, họ đang chiếm nhiều vùng rồi. Bên địch là toàn là tăng hạng nặng tấn công với tăng hạng nặng xuyên phá thôi. Một lợi thế rất là lớn khi mà chơi cái kiểu chọn xe tăng trước khi trận đấu bắt đầu. Nó còn phụ thuộc vào việc anh em xem cái bản đồ ấy nữa, và cái sương mù chiến tranh ấy nó cũng che đi xem kẻ địch mang những cái xe tăng nào trong trận đấu. Được rồi, ở cái máy chủ test của mình ấy thì chiếc UDES của mình đã bị lỗi game anh em ạ. Tại sao lỗi game? Bởi vì sát thương của mình chỉ có 360 thôi. Anh em không nghe nhầm đâu, nó còn bị lỗi cả cái panel là STV1. Cực kỳ buồn cười luôn, cái lỗi này khá là buồn cười. Mình đổi từ chiếc STV1 mang từ trong gara chuyển sang thành chiếc UDES, thì hỏa lực của mình lại là chiếc UDES. Anh em yên tâm đi, khi chế độ này vào Common Test, Warming cũng đã sửa rất là nhiều rồi, chứ không lỗi lên lỗi xuống như là cái lúc mình chơi thử đâu. Mình đang chơi chiếc M5i, và cái kỹ năng cá nhân của chiếc xe này, vai trò của chiếc xe này thì nó có một cái kỹ năng cá nhân khác. Cái ô số 7 mà anh em đang nhìn ấy là khi mình kích hoạt, nó sẽ bắn sát thương kẻ địch, hồi máu cho mình. Cái này khá là giống cái chế độ Halloween anh em ạ. Khi mà chúng ta nhận được một vài cái vật phẩm ấy, bắn kẻ địch, gây sát thương lên kẻ địch thì chúng ta sẽ được hồi máu. Anh em muốn tăng cái thanh này lên, bắt buộc phải làm đúng vai trò. Như là tăng hạng nhẹ, chúng ta phải chính xác, hỗ trợ gây thiệt hại từ xa cho đồng đội. Tiếp theo là tăng tấn công hay là xe tăng xuyên phá, chúng ta sẽ phải chặn thiệt hại và gây sát thương tốt nhất lên kẻ địch. Hay xe tăng hỗ trợ, chúng ta chặt xích kẻ địch để cho đồng đội vào tấn công, thì chúng ta sẽ tăng cái thanh kỹ năng cá nhân của chúng ta lên. Được rồi, anh em thấy đấy, mình vừa nhận được cái pháo kích, và bây giờ mình sẽ chuẩn bị kích hoạt lên cho anh em xem. Đó, anh em thấy không? Cái vùng pháo kích mà bắn ra, nhưng mà đấy không phải mình nhá, người khác lấy được, người khác lấy được chứ không phải là vùng đấy là pháo kích của mình. Chút nữa mình sẽ sử dụng cho anh em xem. Mình đã lên bậc số 2 của cái kỹ năng cá nhân rồi, thì khi mà mình kích hoạt đấy, phần trăm hay là cái hiệu suất của cái kỹ năng đấy nó sẽ lên rất là cao. Rồi, vừa chặn được thiệt hại, chứng tỏ vai trò của chiếc M5i này là gây sát thương cũng như chặn thiệt hại. Và anh em thấy đấy, mình đã kích hoạt cái pháo kích trên bản đồ. Chiếc M454 cùng với chiếc Grand Van đã mất rất là nhiều máu, mình cũng được choáng luôn, hưởng thiệt hại choáng rất là nhiều từ chiếc Grand Van. Một cái lợi thế rất là lớn khi chúng ta chiếm được cái vùng pháo kích đấy. Cho nên ai mà bỏ cái vùng này thì xác định luôn là sẽ bất lợi trong trận đấu. Đặc biệt là 7 đấu 7 như thế này, 7 đấu 7 đã không nhiều người rồi, mà anh em lại còn không chiếm những vùng quan trọng, mà họ sử dụng những cái vật phẩm đấy thì thôi, bay màu nhanh lắm. Như anh em thấy thì cách đấy khoảng 10 giây, chiếc Maus đã sử dụng cái vật phẩm tăng số máu lên trong cái vùng mà anh ta di chuyển đấy. Rất là hay đúng không anh em? Nó khá là giống chiến tuyến. Chúng ta mà đi cùng đồng đội thì hình như được tăng cái gì đó. Thì đấy, mình đi cùng với chiếc Maus, mình đã được tăng cái số máu của mình lên. Hiện tại thì lúc mà mình đang chơi chiếc M5i này, mình đã bị lỗi anh em ạ. Mình bị lỗi cái vật phẩm số 7, mình không tài nào mà có thể kích hoạt được. Nếu như mình kích hoạt thì anh em sẽ thấy mình bắn vào chiếc 40, mình sẽ được hồi máu. Anh em không nghe nhầm đâu, hình như cái kỹ năng số 7 mình nhớ là nó sẽ giảm thời gian nạp đạn của mình này. Đồng thời khi mà mình gây sát thương lên chiếc 40, mình sẽ được tăng cái số máu của mình lại. Ngoài ra thì chiếc mouse vừa rồi đi vào mình ấy, không tăng số máu của mình lên thì nó cũng là lỗi anh em ạ. Nó lỗi nhá, tại vì cái chế độ này cũng là đang thử nghiệm thôi nên là nó lỗi lên lỗi xuống. Trận đấu này kết thúc nhanh chóng bởi vì mình chiếm được cái vùng pháo kích, mình tấn công vị trí đi lẻ M454 và Grand Van. Chia sẻ thật với anh em, mình hy vọng World Minh sẽ làm tử tế cái chế độ Onslaught này để thay thế cho trận đánh xếp hạng đã giảm nhiệt qua những năm vừa rồi. Tại sao ư? Bởi vì những năm gần đây, người chơi ăn trên xương máu đồng đội rất là nhiều. Mình biết là có khá là nhiều xe tăng vai trò là bắn tỉa hay là hỗ trợ thì cần phải giữ khoảng cách với kẻ địch. Nhưng nhiều người chơi xe tăng vai trò tấn công, xuyên phá, có số máu nhiều, có giáp khỏe, vẫn ăn trên xương máu đồng đội, vẫn lấp ở một cái vị trí ở đó, chờ cho đồng đội hứng chịu thiệt hại, chờ cho đồng đội tấn công rồi lúc đấy mới ló mặt ra. Vì sao? Bởi vì họ muốn là người sống sót lâu nhất. Mà sống sót lâu nhất thì ăn được nhiều thiệt hại. Ăn được nhiều thiệt hại sẽ thuộc top kinh nghiệm lấy quân hàm, thăng cấp vào trong bảng xếp hạng. Đấy, không còn mang tính chất cạnh tranh nữa. Họ không cần quan tâm thắng hay thua trận đấu. Họ chỉ cần thuộc top kinh nghiệm, top 1, top 2, top 3 để có thể lấy được quân hàm thôi. Đó. Nên mình hy vọng chế độ Onslaught này với hệ thống xếp trận mới, hệ thống xếp hạng mới, nó sẽ mang đến một làn gió mà khiến người chơi phải mang tính chất cạnh tranh nhiều hơn, liên kết với đồng đội nhiều hơn để mang về chiến thắng. Được rồi, mình là một người mang tính chất cạnh tranh, chơi cũng gọi là mang tính chất đồng đội, nên mình hy vọng Onslaught sẽ gắn kết nhiều người chơi với nhau hơn. Đây là một vài thông tin anh em có thể vào trong trang chủ để đọc, nên mình sẽ chỉ nói những cái nội dung chính thôi. Đằng nào thì anh em cũng cần phải xem video này để nó hiện ra những cái nội dung mô tả. Còn ở trang chủ ấy, đa phần là chữ thôi. Chế độ này sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 10 cho đến ngày 21 tháng 11. Hy vọng anh em có thể tham gia. Tất nhiên nó cũng sẽ bị khóa cái thời gian, không phải là lúc nào cũng mở. Từ 18 giờ cho đến khoảng 1 giờ tối ở máy chủ Hồng Kông. Trừ đi 1 giờ thì ra giờ Việt Nam anh em nhé. Có nghĩa là khoảng 16 giờ. Có nghĩa là khoảng 17 giờ, 5 giờ chiều ấy cho đến 12 giờ đêm. Được rồi, đây là cái tóm tắt Onslaught 7 đấu 7 hệ thống xếp hạng mới. Tiếp theo là có thể chọn xe tăng trước khi trận đấu bắt đầu, vai trò chiến đấu và kỹ năng của cái vai trò đấy. Tiếp theo nữa đó chính là kỹ năng chiến thuật, mấy cái vùng mà anh em chiếm trên bản đồ ấy. Tiếp theo là cái trung đội của chúng ta, không phải là 3 người cổ điển nữa, chưa kể trận đánh xếp hạng ấy. Không có đi chung đội được với nhau, nhưng bây giờ ở Onslaught chúng ta có thể chơi được 2 người hoặc đội 7 người luôn, full cả đội luôn. 2 dòng phần thưởng, có nghĩa là 2 loại phần thưởng. Phần thưởng tăng tiến trình thì phải, nghĩa là thăng cấp ấy, và cái phần thưởng bao gồm chiến thắng. Ở tiền sảnh có nghĩa là chúng ta sẽ được chọn xe tăng, vai trò, điểm uy tín. Thì khi mà chúng ta làm đúng cái vai trò của chúng ta sẽ được tăng điểm uy tín. Cái điểm uy tín của thanh kỹ năng cá nhân, thì khi mà chúng ta làm tốt cái vai trò thì nó sẽ tăng cái thanh ấy thôi. Thì tăng càng cao thì hiệu suất của cái kỹ năng đấy sẽ càng tốt. Tiếp theo là bản đồ. Thì như anh em thấy đấy, qua 3 trận đấu anh em thấy bản đồ cũng đã thay đổi một chút rồi. Nhưng là bản đồ ENS nó đã mở rộng ở cái đường ray để chúng ta có thể đi sang nhau. Bởi vì 7 đấu 7 mà, bản đồ cần phải liên kết đến nhau. Chứ nếu như 7 đấu 7 mà bản đồ quá là rộng lớn thì chắc là mỗi người đứng ở một vị trí không thể nào mà gặp được nhau nhanh cả. Thì 9 bản đồ trong chế độ này đều đã được thay đổi một vài vị trí xung quanh cái căn cứ chiếm nhé. Tiếp theo là một vài cái thông tin về vùng, như là sở chỉ huy pháo binh, hay là những cái như là trung tâm com, có nghĩa là radar đấy. Chúng ta chiếm được những vị trí đấy thì chúng ta sẽ có một lợi thế. Tiếp theo là sương mù chiến tranh. Mình nói rồi, khi mà chúng ta bắt đầu trận đấu ấy, chúng ta không biết kẻ địch đang chọn xe tăng nào. Cái đấy cũng dễ hiểu thôi, khi mà chúng ta có cái cơ chế là chọn xe tăng trước khi trận đấu bắt đầu phù hợp với bản đồ. Anh em cần phải soi được kẻ địch thì nó mới hiện ra. Và siêu trung đội, mình đã nói rồi, cái siêu trung đội này chúng ta có thể đi được 7 người. Tất nhiên 7 người này phải cùng cái điểm xếp hạng với nhau nhé. Chênh lệch quá thì chúng ta sẽ không được sẵn sàng vào trong trận đấu đâu. Cái này dễ hiểu, bởi vì sẽ không có tình trạng là anh em người chơi tốt kéo người chơi kém. Trừ khi anh em là những người chơi bắt đầu từ cái cấp bậc ban đầu nhá. Anh em hiểu với mình không? Chúng ta bắt đầu với những con số thấp thì chúng ta sẽ đi được với những người con số thấp. Nhưng sau một vài trận đấu chúng ta lên được điểm cao, nhưng mà những cái người mà lấy được điểm thấp như vậy họ sẽ không có thể sẵn sàng được cùng với chúng ta nữa. Thì cái chế độ này chỉ là kéo được một chút thôi. Anh em cần phải có cái điểm xếp hạng giống nhau thì mới có thể sẵn sàng được. Chênh lệch khoảng 250 điểm và không vượt quá 350 điểm à? Chắc là vậy. Giao tiếp chiến đấu thì anh em xem ở cái video giới thiệu ấy, chúng ta sẽ có thể nói chuyện được 7 người với nhau, cả cái không phải là trung đội. Cái này khá là hay, dành cho những anh em nào mà thích trò chuyện, thích liên kết với những người chơi khác. Cạnh tranh đối thủ xếp hạng ngang bằng, cái này thì khá là hay. Chúng ta sẽ cần phải cùng cấp ấy, hoặc là cùng một cái thứ bậc, cái gọi là division đấy, thì chúng ta mới có thể tìm được với những người khác. Nó sẽ có những cái ký hiệu tên ở cái danh sách đội lúc anh em thấy đấy, là D, B, C, A, S gì đó. Thì cần phải có những người chơi cùng cái thứ bậc đấy, cùng cái xếp hạng A, B, C, D, S gì đấy, thì hai bên phải đồng đều nhau thì mới được vào. Cái này khá là hay, nó sẽ tránh cái tình trạng là trận đánh xếp hạng ấy, nó tạp nham. Có đội thì rất là ít người chơi tốt, nhưng có đội thì full 10 người chơi tốt. Thế là họ có thể tấn công cái đội bên kia dễ dàng 10-0 luôn. Đó, cho nên mình nghĩ rằng cái chế độ Onslaught này Warming cần phải làm tốt cái hệ thống xếp hạng, thì sẽ khiến cho những người chơi mang tính chất cạnh tranh hơn, liên kết với nhau hơn. Đòi hỏi những người chơi đó có kỹ năng mang về chiến thắng. Được rồi, hệ thống xếp hạng chúng ta có những thứ hạng như là Debutant hay là sắt, đồng, bạc, vàng, quán quân, truyền thuyết, tùy anh em. Nó sẽ có những ký hiệu mà mình vừa nói đấy, A, B, C, D. Càng cao thì càng được nhiều ký hiệu đẹp, đúng không anh em? Anh em chả thích những cái ký hiệu đấy. Được rồi, đây là những cái phần thưởng cho các bậc của chúng ta, các thứ hạng của chúng ta. Tiếp theo là bảng xếp hạng và không hoạt động. Nói chung thì anh em nên chờ chính thức nhá. Nó cứ như là nếu như anh em lên được một cái thứ hạng nào rồi mà anh em không tập trung chiến đấu, anh em bỏ dở, không tham gia vào cái chế độ này nữa, thì anh em sẽ bị tụt điểm. Đó, cái này khá là hay, bởi vì nhiều anh em ấy đã lên được thứ hạng cao rồi nhưng anh em không thèm bắn nữa. Giống như mình như này, mình vào được trong bảng xếp hạng rồi là mình không thèm bắn nữa, thì chúng ta có thể sẽ bị tụt kiểu như vậy thôi. Còn chính thức thì mình chưa biết. Được rồi, phần thưởng mùa thì đây là một vài cái nhiệm vụ chúng ta có thể có những cái kiểu đề can hay là biểu tượng thôi mà. Đấy, anh em thấy đấy. Tiếp theo nữa là camo. Thì cái camo này nó sẽ thay đổi nhá. Nó sẽ thay đổi nếu như thứ hạng của chúng ta tăng cao và đẹp nhất. Đấy, có cái đề can ngon lành luôn, màu sắc sáng sủa luôn. Đây là cái tổng giải thưởng cho chiến thắng. Nếu như chúng ta đạt được một cái số chiến thắng nhất định thì chúng ta sẽ được tổng cộng nhận được hết từng đây giải thưởng. Và tất nhiên chế độ này chỉ dành cho xe tăng cấp 10 thôi. Anh em cần có một chiếc xe tăng cấp 10 để vào trong trận đấu này. Và khi anh em tham gia trận đấu đầu tiên, những anh em nào mà ít xe quá, chúng ta có thể sẽ nhận được 3 chiếc xe tăng thuê là FV217 Badger, M48 Patton và IS4. Chế độ này cũng kiếm được điểm Battle Pass. Nói chung, chia sẻ thật với anh em luôn, Onslaught sẽ là một bước đệm mới, một cái làn gió mới dành cho trận đánh xếp hạng. Thay vì chúng ta ăn chia sơ báo đồng đội nhiều, thay vì chúng ta chỉ chăm thuộc top kinh nghiệm. Vì sao ư? Bởi vì khi chúng ta chiến thắng xong, mỗi người sẽ có điểm cộng riêng. Anh em hoạt động tốt sẽ được cộng nhiều, anh em chiến thắng cũng được cộng nhiều. Nhưng anh em thua, anh em bóp đội, anh em không làm được gì cả, anh em không thiệt hại, anh em sẽ bị trừ điểm. Đúng vậy, anh em không nghe nhầm đâu, mà trừ rất là nhiều. Ở cái chế độ trận đánh xếp hạng chúng ta thăng bằng quân hàm thì đôi khi chúng ta trừ đi một quân hàm nó cũng chưa chắc đã giảm cấp được. Nhưng trong chế độ này anh em bị trừ quá nhiều điểm, chúng ta sẽ bị xuống hạng ngay. Quá tuyệt vời. Hy vọng anh em có thể đọc kỹ cái chế độ Onslaught này và tham gia ở Common Test để hiểu thêm về cái chế độ trận đánh xếp hạng mới mà Warming muốn tạo ra. Chứ cái trận đánh xếp hạng cũ ấy, nó đã quá cổ điển rồi, nó quá là ích kỷ rồi với những người chơi với nhau rồi. Chưa kể còn đi được trung đội với nhau nữa. 7 người chơi trung đội vào trong Discord, trò chuyện, lên chiến thuật, lên xe tăng. Và đó là chế độ Onslaught, những gì mà mình chia sẻ với anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy hay và ích thì đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye.